À, mọi người, đây, tình hình xếp hàng hiện tại ở Oppo Ocha đã ok rồi nha mọi người. À, mình đã mua được hai em rồi nha. Mọi người nhớ chờ đón mình mang về sớm nhất cho mọi người cùng chiêm ngưỡng siêu phẩm iPhone 14 nha mọi người. Đây, không khí xếp hàng ở đây vẫn rất là ok nha. Đó, sau nhiều sự tranh cãi, bàn tán, order online, mọi thứ thì cuối cùng thì Apple cũng đã cho xếp hàng và cũng đã được mở bán nha mọi người. Cuối cùng thì mình cũng đã đặt được hai con, quá tuyệt vời. Quá ok nha mọi người. Đây, cảm giác của mọi người sau khi đã đạt được. Anh em mình qua cái ngồi cái này xong rồi, ok xử lý đi. À. Hồi nãy anh có bị trừ không? Có, tiền nó mà anh có mail mày lấy mà. Anh bao giờ lấy ở ngoài không? Bao giờ lấy đâu. À, không khí xếp hàng rồi. Ô, hai em vô. Xong rồi. Cái shop hôm qua anh em mình ngồi thức đêm. Ra mua luôn nè. Không có cách mà. Không. Đúng rồi. Order đó, bạn vô bằng set vô nó order bạn. Đảm bảo luôn. Đọc bên kia kìa. Đây, không khí đã ok. Ở bên kia kìa. À, không khí xếp hàng đã rất là tấp nập nha mọi người. Vô bên kia nó order, từ đây vô là mấy người này đang chờ order đó. Order đó. Ừ. Yeah. 2 cây được. Đây mình cũng được 10 cây rồi, mười mấy cây rồi. Rất tuyệt vời. À, không khí rất là nhộn nhịp. À, đúng y xỉ luôn. Cuối cùng đã được rồi. Thấy không anh nhá? Dạ. Oh, được bên này rồi. Bên này hả? Ờ. Hai em. Hai em. Bên này chắc bỏ luôn rồi. Ai à, có mua? Là liên hệ mua lại. Không. Đập app store đàng hoàng. À, đặt trước hả? Không. Đó, bây giờ anh muốn, anh vô xếp hàng đi. Hai cây đó. Không, cho. Cho. Vô đi. Nó khô ra mà. Nó làm từ từ nó cho vô thêm á. Cho mưa xe dự phòng. Ờ à, rồi ok. Rồi, tình hình xếp hàng vẫn đang tiếp tục rất là đông nha mọi người. À, các tín đồ nhà táo vẫn sẵn sàng chuẩn bị mua iPhone series 14. Vẫn còn rất là đông, đang tập trung tại Ocha nha. Ok nha cả nhà. Đó. À, cập nhật tình hình mới nhất nữa. Mọi người thấy hay đừng quên nha. Hôm nay ai đăng ký cần bảo ủng hộ cho bộ cán phía tôi nhé mọi người, trong chuyến đi mua iPhone Sun iPhone series 14 nha. Rồi, à, mình sẽ được hẹn vào lúc 2:45 để đi nhận máy. Đó, mình sẽ quay lại cái khúc và mình đi nhận máy nha mọi người. Và trải nghiệm những chiếc iPhone đầu tiên nhé. Rất là tuyệt vời. Đó, hiện tại vẫn đang xếp hàng rất là đông nha mọi người. Đấy, ở App Store Ocha nè. Bây giờ là 10 giờ. Đó, tình hình xếp hàng vẫn rất là đông. Đấy, buôn bán cũng rất là tấp nập nha. Ồ. Oh. Chút nữa 2 giờ mình sẽ quay cái lúc mình vô mình mua nhé cả nhà. Đấy, ai cũng có máy trên tay hết à. Đó, giờ chuẩn bị xếp hàng vô cái máy nè mọi người. Đến giờ thì mọi người có giờ trên được gửi tới mail thì sẽ vào cái máy nha. Rồi, rất là đông.
Đó, mọi người đang xếp hàng vào để lấy máy. Đi vô được rồi kìa. Người chờ tới giờ vào bế máy nha cả nhà. Đây. Rất là đông, lúc nào Apple cũng luôn là một cái sự lựa chọn rất là đợi. Đây là được mọi người chờ đón này, luôn chầu trực mọi lúc mọi nơi khi ra những sản phẩm mới. Thôi tình hình mình ra xếp hàng gần vô tới nơi rồi để ăn những mua những chiếc iPhone Series 14 mang về cho mọi người cùng trải nghiệm nhé mọi người. Đó ở bên trong mọi người đang vô làm việc rất là chuyên nghiệp nha, xếp hàng. Order online, order online. Đó, trong bên trong và nhân viên làm việc rất là nhanh nha mọi người. Đó, không khí ngày mở bán Series 14 tại Apple Store Oche rất là nhộn nhịp. Đó, rất nhiều fan đến đây để trải nghiệm những chiếc iPhone mới nha mọi người. Đó, mình đã được vô được trong chuẩn bị được order máy nha mọi người. Không khí ở trong đây rất tuyệt vời, ngày mở bán đầu tiên của Apple nhá. Quá tuyệt vời. Đó, không khí ở đây rất là ok nha. Mình đang đợi hai cây, một cây 512V và một cây 256 tím. Vẫn ít tiền đang đợi. Đó, không khí rất là tuyệt vời, rất là nhộn nhịp. Sao tiền 18 19 30 4268 còn 32 đồng. Hai con nè. Đây, nhân viên đang hết rồi. Đã nhận được hai con máy cho mọi người. Không khí ở đây rất là đông. Đây, mình trải nghiệm cho mọi người một chút về iPhone 14 Pro Max nha. Đó, mọi người thấy sao địa năm, đó việc iPhone 16 này. Đây là 14 Pro Max, đây là 14 Pro ha. Đây là 4 mẫu sản phẩm mới này, 14 Pro, 14 Pro Max và 14. Này, hiện tại thì 14 Pro chưa có được mở bán nha mọi người. Đó, iPhone 14 này. Đó, rất là chi tiết cho mọi người cùng xem ha. Rất là tuyệt vời. Đó, đây là màu của iPhone 14. Rất là đẹp nha mọi người. Coi Apple Series 8 nha mọi người. Chưa thấy có Apple Watch Ultra. Series 8 rất là đẹp. Các mẫu mới đều được ra mắt trong ngày hôm nay nha mọi người. Trải nghiệm nha mọi người. Đó, đây là con iPhone 14 Pro màu trắng này. Đồ mát ha. Đây là đồ mát màu trắng luôn nha mọi người. Đó, đây là cái mọi người thấy không? Về cái thuốc này rất là đẹp nha. Rất mẫu, rất là đẹp. Đây, iPhone 14 màu xanh nha.
là hấp dẫn. Đấy, M4 màu xanh. Không khí ngày mở đầu tiên thì rất là nhộn nhịp khi ở ấp to Ô Chè. Mình cũng mua được hai con máy này nha mọi người. Đó, mình sẽ mang về và chiêm ngưỡng cho mọi người nha. Và review cho mọi người nhé cả nhà. Đưa giá hồng thế chưa? Có rồi, có. Để kẹp ra rồi. Bỏ xuống trong á. Thế lộn á, thế mất á. Bỏ không có bát bò á, dù nào tí. Đó, nếu mọi người thấy hay đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ủng hộ kênh Ô Cảm cho tôi nha mọi người. Gặp mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye cả nhà nhá. Gặp mọi người những video tiếp theo. Đấy, khu vực ở đây đang quán rất là tấp nập. Nam Bộ vẫn còn rất là nhiều máy nên mọi người rất là cứ yên tâm. Và mình sẽ là người sở hữu những chiếc điện thoại sớm nhất nha.